Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nguyễn Ngọc Việt của mình. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kiểm tra xem máy tính PC hay là laptop của mình có hỗ trợ Bluetooth hay không, để mọi người có thể là kết nối Bluetooth từ máy tính của mình đến cái điện thoại hay là đến một cái loa Bluetooth để mọi người sử dụng. Vì nhiều trường hợp anh em có nhắn tin hỏi mình là tại sao em đã tải được driver Bluetooth rồi nhưng mà không thể nào mà sử dụng được cái tính năng Bluetooth trên chiếc laptop hay là máy tính của mình. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kiểm tra là máy tính phải hỗ trợ Bluetooth thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Có nghĩa là mọi người có tải được driver nhưng mà máy tính không hỗ trợ thì mọi người cài được driver Bluetooth ấy thì sau nó vẫn không sử dụng nhá. Ok, thì trong cái video này mình sẽ kiểm tra trên hai máy, một cái máy là hỗ trợ và một máy là không hỗ trợ để cho anh em là có thể biết để sử dụng nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra trên cái máy laptop mình trước. Mình sẽ vào cái mục là nhấn phím Windows E đi. Phím Windows chính là cái phím có bốn cửa sổ nhỏ nhá. Kích chuột phải vào Shift PC, chọn Manager. Chọn vào mục là Device Manager. Mình phóng to lên mọi người xem nhá. Thì nếu mà máy tính mọi người hỗ trợ Bluetooth ấy thì sau khi mà cài driver xong thì thường ấy thì nó sẽ nhận Bluetooth như thế này này. Đấy mọi người thấy không? Nó mọi người sẽ thấy cái mục là Bluetooth, hoặc là nó sẽ ở trong cái mục là network này, nó cũng sẽ có này, đây Bluetooth device này. Còn nếu mà mọi người chưa cài driver ấy, có thể là nó sẽ nằm ở trong cái mục này này. Đây mục này, kích vào đây. Thì mọi người xem cái mục mà nó hay bị chấm than vàng vàng ấy, mọi người xem nó có cái mục là Bluetooth trong đây không. Nếu mà bị chấm than vàng vàng thì có nghĩa là chưa cài đặt driver Bluetooth thì mọi người cài driver Bluetooth cho nó nhá. Còn nếu mà mọi người kiểm tra ở trong cái phần này mà nó không có cái mục Bluetooth, không có cái mục Bluetooth ở trong cái mục Bluetooth này, ở trong mục Network cũng không có Bluetooth này, hay là ở trong cái mục là này là cũng không có Bluetooth đấy, thì có nghĩa là máy tính của mọi người không hỗ trợ Bluetooth và mọi người sẽ không dùng được. Hoặc là nếu anh em nào ở trên Windows 10 ấy, thì mọi người có thể kiểm tra bằng cách là vào Start này và tiếp cho mình mục Setting này. Mọi người vào cho mình mục là Device này. Thì nếu mà máy tính mọi người có hỗ trợ Bluetooth thì mọi người sẽ thấy được cái mục là bật. Còn nếu mà không hỗ trợ thì nó sẽ không có mục bật này đâu. Nó sẽ không có cái mục on bật này thì mọi người sẽ không áp Bluetooth vào được. Ok, thì đó là hai cách để chúng ta có thể là biết được là máy tính ta có hỗ trợ Bluetooth hay không. À, còn một cách nữa khá là hay. Đây, mọi người sẽ gõ cho mình chữ là Control Panel. Đây, Control Panel nhá. Control Panel. Mọi người sẽ vào cho mình cái mục là Network and Internet này. Vào tiếp cho mình cái mục là Network và tiếp cho mình mục là Change After Setting này. Thì nếu mà máy tính mọi người đã cài được driver Bluetooth thì nó sẽ có cái mục Bluetooth đây hiện lên này. Đó, thì là máy tính mọi người có hỗ trợ nhá. Đây là chưa bật thì nó bị ích rồi, còn khi bật lên thì nó sẽ sử dụng được nhá. Bây giờ thì mình sẽ sang một cái máy tính của mình nó sẽ không hỗ trợ Bluetooth để cho mọi người nhìn nó rõ hơn. Thì mình cũng nhấn là phím Windows E. Mình cũng kích chuột phải vào Zip PC, chọn là Malager. Ở Win 7 thì nó có thể là computer mọi người nhá. Mọi người vào mục Device Malager này. Thì mọi người thấy này, ở đây máy tính mình đã cài đầy đủ driver và mọi người sẽ không thấy cái mục Bluetooth đâu cả. Kể cả trong mục là Network cũng sẽ không thấy cái mục là Bluetooth Device nữa. Và ở trên này cũng sẽ không có mục Bluetooth nhá. Đó. Ở đây là mình đã cài đầy đủ rồi. Còn nếu mà anh em chưa cài đầy đủ ấy thì mọi người sẽ kích vào cái mục là có hỏi chấm ấy, hay là bị chấm than than ấy, xem có Bluetooth chưa, à có Bluetooth không, nếu mà có thì cài nhá. Thì đây là cách đầu tiên đúng không ạ? Thì cách thứ hai là mình sẽ vào Start này, vào Setting này và vào mục là Device đúng không ạ? Thì ở cái mục Bluetooth đấy mọi người thấy không, không có mục bật tắt, nó không có mục ở đây. Thì do là máy tính của mình, cái máy này của mình ấy nó không hỗ trợ nên là nó sẽ không bật được, nên là nó sẽ không có cái mục này. Và cách thứ ba là vào Control Panel đúng không ạ? Đây, Control Panel đây. Vào Network này. Vào Network tiếp này. Vào trên After Setting này. Thì ở đây cũng không có cái mục là Bluetooth thì có nghĩa là máy tính ta không hỗ trợ. Ok, thì đó là cách mà chúng ta có thể xem được cái máy tính PC hay là laptop của chúng ta có hỗ trợ Bluetooth hay không để chúng ta có thể sử dụng nhá. Thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mọi người xem video mà thấy hay, hữu ích thì nhớ cho mình xin nút like, nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh.
và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ mình. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.